Trong khi người dân các tỉnh miền Trung vẫn còn đang phải oằn mình khắc phục hậu quả nặng nề của đợt mưa lũ vừa rồi, thì sáng nay, bão Sarika đã vượt qua đảo Luzon của Philippines, đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 7 trong năm nay. Lúc 13 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão Sarika cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 670 km về phía đông, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, tức là từ 135 đến 150 km/h, giật cấp 16. Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày mai 17 tháng 10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 120 km về phía đông, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 16, 17. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km. Đến 13 giờ ngày 18 tháng 10, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía nam đảo Hải Nam Trung Quốc. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 8 đến cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, cấp 14, giật cấp 16, cấp 17, biển động dữ dội. Ngay trong chiều nay tại Hà Nội, chỉ đạo cuộc họp với các ban ngành địa phương về khắc phục hậu quả đợt áp thấp vài ngày qua và đối phó với cơn bão số 7, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các địa phương phải khẩn trương hỗ trợ người dân tại những nơi bị ngập úng cục bộ, không để người dân bị đói, luôn sẵn sàng các biện pháp ứng phó với cơn bão số 7. Đây là cơn bão rất mạnh, khả năng vài ngày tới sẽ vào đất liền và ảnh hưởng đến vùng duyên hải nước ta từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa. Tại cuộc họp, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, bão số 7 có tên Sarika sau khi từ Thái Bình Dương vào Biển Đông đang có sức gió mạnh cấp 13-14, giật cấp 16-17. Dự báo đến ngày 19 tháng 10, bão sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ, sức gió giảm còn cấp 12, giật cấp 14-15. Cơn bão số 7 được đánh giá mạnh tương đương siêu bão Haiyan. Thời điểm bão đổ bộ cũng là lúc thủy triều lớn nhất năm, nên nước sẽ dâng 1 đến 2 mét, sóng biển gần bờ cao 5 đến 6 mét, ngoài khơi cao 10 đến 14 mét. Khả năng khi vào đất liền, bão có gió cấp 11-12, giật cấp 14-15. Bão di chuyển nhanh nên dự báo sẽ tan nhanh, với lượng mưa trung bình 200 đến 300 mm, một số nơi trên 400 mm. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng cơn bão số 7 có phạm vi ảnh hưởng nguy hiểm rất rộng, từ Khánh Hòa đến Quảng Ninh. Các địa phương cần chủ động để phòng tránh. Đặc biệt, bối cảnh cơn bão xảy ra đúng thời điểm, miền Bắc chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, dẫn đến mưa sẽ xảy ra lớn. Cộng với việc ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, hiện nay ở Thái Bình Dương đang hình thành tiếp một cơn bão nữa đang tiến vào Biển Đông. Đây là một tổ hợp bão rất nguy hiểm, các địa phương phải luôn cảnh giác. Trước hết là chủ động nắm bắt thông tin và duy trì chế độ trực, thông báo cho tàu thuyền hoạt động trên biển biết để chủ động tránh thoát khỏi cái vùng nguy hiểm, kiểm đếm quản lý chặt chẽ cái hoạt động của tàu thuyền, kể cả các tàu vận tải và tàu du lịch trên cái khu vực mà có ảnh hưởng của bão. Cùng với đó thì răng chống nhà cửa, chặt tỉa cây xanh ở những cái đô thị, rồi kiểm tra an toàn các hồ chứa, rà soát các khu nuôi trồng thủy sản ở ven biển và chủ động di rời dân ở những nơi sung yếu, những công trình không an toàn đến những nơi an toàn. Cái này rất quan trọng. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đặc biệt chú ý việc rà soát, gia cố các hồ đập, thủy điện, đảm bảo an toàn giao thông, gia cố đê điều, bố trí lực lượng thường xuyên liên lạc thông báo cho các tàu bè, ngư dân về nơi neo đậu an toàn. Chỉ còn vài ngày nữa là cơn bão số 7 có khả năng vào đất liền, trong khi một số tỉnh miền Trung vừa chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt áp thấp vài ngày qua. Phó Thủ tướng yêu cầu cần giảm tối thiểu thiệt hại, tập trung tìm người mất tích, hỗ trợ những hộ dân bị thiệt hại, rà soát, ứng cứu kịp thời để không một người dân nào bị đói. Tập trung phục hồi sản xuất, sửa chữa nhà cửa, giao thông, vệ sinh môi trường, đặc biệt chú ý cung cấp nước sạch cho người dân.